Chiều ngày 22 tháng 8, 7 tháng 7 âm lịch, khoảng 500 người Hoa đã tụ tập tại Khánh Vân Nam Viện, nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Nhỏ ở Sài Gòn, để thực hiện lễ xá tội vong nhân. Khánh Vân Nam Viện là một trong những đạo quán lớn nhất và quan trọng nhất của cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn. Theo đạo giáo, tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn, thời kỳ mà Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan xá tội để giải thoát linh hồn của những người đã khuất và đang gánh chịu nỗi đau trong các địa ngục, để họ có cơ hội trở về thế gian và nhận phúc lành. Hành động này cũng được coi là việc phù hộ cho con cháu và tạo cơ hội cho họ được tái sinh vào kiếp sau. Ngày 14 tháng 7 âm lịch, cánh cửa quỷ môn quan sẽ đóng lại. Ngày xá tội vong nhân nằm ở giữa tháng cô hồn. Trong ngày này, mọi người thiết lập bàn thờ cúng để cầu nguyện và mong ban phước cho linh hồn của những người đã khuất có thể an lành trên thế gian. Sự kiện lễ xá tội vong nhân thu hút một lượng lớn người tham gia. Mỗi người thường mang theo cây nhang dài gần nửa mét để sử dụng trong lễ cúng. Từ ngày 1 tháng 7 âm lịch, các bài vị được đặt trong đạo quán để cúng kính. Việc đặt bài vị thường tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình. Có những bài vị được làm riêng với giấy và tre hoặc đơn giản hơn là in tên của người khuất trên tờ giấy hồng rồi dán lên tường. Trong dịp này, ước tính có khoảng 450 bài vị được đặt trong đạo quán. Sự kiện lễ xá tội vong nhân thu hút một lượng lớn người tham gia. Mỗi người thường mang theo cây nhang dài gần nửa mét để sử dụng trong lễ cúng. Từ ngày 1 tháng 7 âm lịch, các bài vị được đặt trong đạo quán để cúng kính. Việc đặt bài vị thường tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình. Có những bài vị được làm riêng với giấy và tre hoặc đơn giản hơn là in tên của người khuất trên tờ giấy hồng rồi dán lên tường. Trong dịp này, ước tính có khoảng 450 bài vị được đặt trong đạo quán. Chiều ngày 22 tháng 8, 7 tháng 7 âm lịch, khoảng 500 người Hoa đã tụ tập tại Khánh Vân Nam Viện, nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Nhỏ ở Sài Gòn, để thực hiện lễ xá tội vong nhân. Khánh Vân Nam Viện là một trong những đạo quán lớn nhất và quan trọng nhất của cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn. Theo đạo giáo, tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn, thời kỳ mà Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan xá tội để giải thoát linh hồn của những người đã khuất và đang gánh chịu nỗi đau trong các địa ngục, để họ có cơ hội trở về thế gian và nhận phúc lành. Hành động này cũng được coi là việc phù hộ cho con cháu và tạo cơ hội cho họ được tái sinh vào kiếp sau. Ngày 14 tháng 7 âm lịch, cánh cửa quỷ môn quan sẽ đóng lại. Ngày xá tội vong nhân nằm ở giữa tháng cô hồn. Trong ngày này, mọi người thiết lập bàn thờ cúng để cầu nguyện và mong ban phước cho linh hồn của những người đã khuất có thể an lành trên thế gian. Sự kiện lễ xá tội vong nhân thu hút một lượng lớn người tham gia. Mỗi người thường mang theo cây nhang dài gần nửa mét để sử dụng trong lễ cúng. Từ ngày 1 tháng 7 âm lịch, các bài vị được đặt trong đạo quán để cúng kính. Việc đặt bài vị thường tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình. Có những bài vị được làm riêng với giấy và tre hoặc đơn giản hơn là in tên của người khuất trên tờ giấy hồng rồi dán lên tường. Trong dịp này, ước tính có khoảng 450 bài vị được đặt trong đạo quán. Sự kiện lễ xá tội vong nhân thu hút một lượng lớn người tham gia. Mỗi người thường mang theo cây nhang dài gần nửa mét để sử dụng trong lễ cúng. Từ ngày 1 tháng 7 âm lịch, các bài vị được đặt trong đạo quán để cúng kính. Việc đặt bài vị thường tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình. Có những bài vị được làm riêng với giấy và tre hoặc đơn giản hơn là in tên của người khuất trên tờ giấy hồng rồi dán lên tường. Trong dịp này, ước tính có khoảng 450 bài vị được đặt trong đạo quán. Chiều ngày 22 tháng 8, 7 tháng 7 âm lịch, khoảng 500 người Hoa đã tụ tập tại Khánh Vân Nam Viện, nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Nhỏ ở Sài Gòn, để thực hiện lễ xá tội vong nhân. Khánh Vân Nam Viện là một trong những đạo quán lớn nhất và quan trọng nhất của cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn. Theo đạo giáo, tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn, thời kỳ mà Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan xá tội để giải thoát linh hồn của những người đã khuất và đang gánh chịu nỗi đau trong các địa ngục, để họ có cơ hội trở về thế gian và nhận phúc lành. Hành động này cũng được coi là việc phù hộ cho con cháu và tạo cơ hội cho họ được tái sinh vào kiếp sau. Ngày 14 tháng 7 âm lịch, cánh cửa quỷ môn quan sẽ đóng lại. Ngày xá tội vong nhân nằm ở giữa tháng cô hồn. Trong ngày này, mọi người thiết lập bàn thờ cúng để cầu nguyện và mong ban phước cho linh hồn của những người đã khuất có thể an lành trên thế gian. Sự kiện lễ xá tội vong nhân thu hút một lượng lớn người tham gia. Mỗi người thường mang theo cây nhang dài gần nửa mét để sử dụng trong lễ cúng. Từ ngày 1 tháng 7 âm lịch, các bài vị được đặt trong đạo quán để cúng kính. Việc đặt bài vị thường tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình. Có những bài vị được làm riêng với giấy và tre hoặc đơn giản hơn là in tên của người khuất trên tờ giấy hồng rồi dán lên tường. Trong dịp này, ước tính có khoảng 450 bài vị được đặt trong đạo quán. Sự kiện lễ xá tội vong nhân thu hút một lượng lớn người tham gia.
Mỗi người thường mang theo cây nhang dài gần nửa mét để sử dụng trong lễ cúng. Từ ngày 1 tháng 7 âm lịch, các bài vị được đặt trong đạo quán để cúng kính. Việc đặt bài vị thường tùy thuộc vào khả năng tài chính của gia đình. Có những bài vị được làm riêng với giấy và tre hoặc đơn giản hơn là in tên của người khuất trên tờ giấy hồng rồi dán lên tường. Trong dịp này, ước tính có khoảng 450 bài vị được đặt trong đạo quán.